Xin chào mọi người, này là Andy. Dạ, mình mới đi rước mấy đứa cháu rồi cái bước vô nhà hàng Tàu ở dưới nó kêu bằng Thiền Thiển á, Thiền Thiển nhà hàng Tàu Chinese Restaurant ở nhà hàng Tàu ở dưới Rosemead đường Covey á. Cái nhà hàng này mấy chục năm nổi tiếng lắm rồi. Thì đồ tàu chánh cống, cũng như đồ xào hay là thịt bò xào hay là cá chiên hay là mực xào á, chiên á, ngon lắm. Thì hy vọng là mọi người ăn chung với mình ha. Xin chào chú bác với anh chị với anh em. Thì hy vọng mọi người thích cái video clip này. Mình mới đi rước mấy đứa cháu đại học về, thì mình dẫn nó đi ăn. Hai đứa con gái mà nó không muốn quay phim thì không có quay nó. Ok, trời chúc anh mọi người. Thì bây giờ mình kêu ba bốn món, thì mình ăn cái này là ăn trưa đó. Mà bây giờ là bữa nay thứ sáu, dẫn hai đứa cháu nó đi ăn, đi học đại học về dẫn nó đi ăn. Thì mọi người ăn chung với mình ha, chú bác ha, cảm ơn. Và mọi người, cái này là đồ tàu nãy này, ốc nè, ốc xào ớt nè, ốc xào ớt với hành tây với pepper. Ở đây là thịt bò xào broccoli là rau á, rau cũng như là rau broccoli là Trung Quốc á, rau Hồng Kông á. Cái này á là thịt heo, xương heo nướng với hành tây. Cái này nó cho mình một tô canh. Rồi ở đây mình uống trà. Đó, ốc này ngon lắm, thấy không, ốc nè các bạn. Cái này là beef and broccoli nè, đó, thịt bò đó. Cái này sườn heo xào hay là chiên hay là gì đó, thấy không. Rồi cái này một tô canh. Ở đây là cơm với uống trà đó. Cái bạn là bạn của mình nè, không đẹp không. Chào mọi người. Ok, bây giờ ăn dẫn mấy đứa cháu đi ăn cơm nè. Cái này là ốc xào nè, hành tây cây cây á, ngon chưa, thấy không. Đó, ốc xào nè các bạn, ốc trồng ngon lắm. Rồi cái này á là thịt bò xào với cải, thấy không, thịt bò xào với cải nha, không. Đó, ngon chưa, thấy không. Ở đây là cái sườn heo chiên. Đó, sườn heo chiên nè mọi người, thấy không. Rồi ở đây là một tô canh. Cái này nó đi theo cái cơm cái lunch special á, thấy không, tô canh nè, ngon không. Rồi. Uống trà nóng mà mọi người ơi. We only eat for three order. We didn't order four order. Huh? Only three order. Hold on. Oh yeah. Okay. Cái này là mực xào nè. Có món thứ tư nè các bạn. Mực xào nãy không? Đó, mực xào ngon chưa? Nó giòn giòn á, xào ớt. Thấy không? Đó. Cái này nó cho một nồi cơm. Đây cho một nồi cơm nè các bạn, thấy không, nồi cơm.
lâu lâu ăn cơm với ăn đồ tàu, ăn xào. Cái này canh nè các bạn, đậu canh nè, canh cho mấy đứa cháu nó uống, ăn canh. Sao vào đâu đâu canh nè, múc canh cho nó uống. Cho nó uống và cho nó bổ cái bụng, cho nó ấm cái bụng. Canh này canh có rau, có thịt heo, có rau nhiều, có thịt heo nhiều, xương heo á với cà rốt. Thấy không? Mình thương cháu mình lắm mọi người. Rồi, cái này là của mình. Ba tô canh. Nó cho một tô mình chia ra ba tô, bốn tô cũng được. Thấy không? Canh này các bạn, canh này. Muỗng. Xin cô chú mọi người ăn chung với mình nha chú bác. Mình ăn cơm bữa nay ăn cơm Hồng Kông. Cái này là món Hồng Kông á, Cantonese style á. Bữa nay ăn đồ khác. Thấy không các bạn nha. Uống tô canh để coi ngon không. Vừa ăn. Ngon quá. Rồi. Mọi người ăn chung với mình ha. Trà là trà nóng rồi. Trà này là đắng lắm. Trà Hồng Kông á. Trà ngon. Canh này các bạn. Canh là mọi người. Bây giờ mình thử ốc. Ốc hành tây. Ốc hành tây nè các bạn. Hành tây nè, thấy không? Hành tây nè. Hành tây nè. Giờ mình thử, mình thích ăn hành tây phải không? Bỏ vô cơm. Rồi cái này ở đây nó xào ốc kiểu bằng con ngon lắm các bạn. Ốc nè, thấy không? Ốc nè. Bạn thấy không? Ngon lắm, đang nóng đó. Có ớt. Nó gia vị nó ngon lắm. Mừng mọi người ha. Mừng mọi người, cô chú bác, anh em. Ha. Hành tây với cơm. Vừa ăn ở đây người Hồng Kông nó mấy người quảng á nó sờ không nó mặn nó sờ vừa ăn. Hành tây thì ngon dễ rồi. Cái gia vị của nó ngon không nó mặn. Cái sốt nó ngon. Cái hành tây nè. Nó kêu bằng trứng quảng á. Nó kêu bằng clam. Clam
with black bean sauce with onion and bell pepper. Này ốc á, nó xào là nó xào đậu đậu đen á, mặn mặn ngon ngon, đậm đè đậm đè. Cái này là mực nè, mực chiên nè các bạn, mực chiên nè, giòn giòn á, thử nha. Giòn vừa ăn. Cái này tiếng tàu nó kêu bằng tiếng nung quách á. Tiếng nung quách là sườn heo á, thấy không? Sườn heo nè. Nó ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt các bạn bạn. Nó ngọt. Và nó ngon, nó béo. Ngon quá. Nhiều ăn không có mặn. Ngon lắm. Cái thịt nó tươi, nó giòn, cái gia vị á, gia vị nó nêm ngon lắm. Không bị gì chứ, vẫn là thiếu dầu á. Rồi cái này, cái thịt heo, sườn heo này ngon lắm. Nó ngọt ngọt, nó giòn, nó béo béo á, ngon. Gọi mấy cháu á, nó không muốn nào, nó muốn quay phim, nó không muốn vô cái clip này. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Ở đây mấy cái nhà hàng này nó kêu bằng nó kêu bằng Thiên Thiên đó, ở trên đường Covey với Rose Smith. Nó bên nó trong cái plaza. Ngon. Mình rửa tay rồi nha các bạn. Mới đi rửa, chủ sinh rửa tay rồi. Ok. Xin nó một chén xì dầu ớt nha. Xì dầu ớt nè các bạn. Đó, xì dầu ớt này không? Lấy cái mực á, mực chiên này nè, rồi mình chấm vô cái xì dầu ớt này nè, nó cay cay, nó mặn mặn á, ngon lắm. Xì dầu ớt ở đây làm ngon ha. Đây nè, mình cắn nó một miếng, nó giòn, cái mực nó dai. Mình quên nói, bây giờ là cái 11:30 tới 6 giờ, rồi 11:30 trưa tới 6 giờ chiều á, là thứ hai tới thứ sáu. Ở đây nó có cái lunch special, cái giá tiền của nó á, cái giá tiền ở đây là 9 đồng 95 này các bạn, thấy không? Nó kêu bằng lunch special á, nó có gà, nó có cá, nó có rau, nó có thịt heo, thịt bò, nó đầy đủ hết á các bạn ơi, nó đầy đủ hết á, thấy không? Nó nhiều lắm,
nó nhiều món các bạn thấy không? Thấy không? Đó, các bạn lại đi ăn thử đi. Vừa miệng cũng có mặn. Trời ơi, có miếng ớt á, bỏ vô nhai. Ngon. Ăn thêm cơm, bỏ cơm gì nữa. Thấy không? Bỏ cơm vô thêm ăn. Mình ăn cái món này mình ăn cơm nhiều lắm các bạn. Nó cho một nồi cơm á, ăn xong á nó cho tiếp, kêu nó lấy tiếp. Và bây giờ mình ăn miếng rau ha, lấy cái bằng broccoli á, mình ăn miếng rau ha. Đây là các bạn, rau này Hồng Kông nè, nghe không? Rau Hồng Kông nè, mời các bạn ha, mời mọi người ha. Cắn vô cái nó mềm, nó tươi, nó giòn, nó xào tới hồ dầu á, gia vị nó đậm đè, vừa ăn không có mặn. Tôi một dĩa, mỗi dĩa là có 9.99 đồng là mọi người. Mỗi dĩa thì nãy mình show cho mọi người cái menu á, mỗi dĩa là có 9.99 đồng nè. Nó có cá, nó có đậu hũ, nó có rau cải, nó có thịt bò, nó có thịt gà, mà thịt gà đi bổ nha, gà Việt Nam mình đi bổ á, nó có nữa, nó hấp á, ngon lắm. Này rau nè, tươi lắm, tươi lắm. Ở đây á, Việt Nam lại ăn nhiều, Việt Nam với tàu là nhiều nhất. Hành tây, mình khoái ăn hành tây á, mới ớt vô. Cơm vô. Hành tây nó giòn, nó cay, vừa ăn. Mình ăn miếng ốc thì thử coi nè, ốc này thấy không, ăn thử là ngon. 1, 2 ngon quá, nó đậm đè, nó mặn, nó cay cay, nó tươi, slam á, tiếng Mỹ nó còn slam á, ngon, nó nhỏ mà ngon, nó xào đậm đè, ngon. Hành tây nè. Ăn miếng thịt bò thử coi. Thịt bò nè các bạn. Bò nè. Thấy không? Ăn thử nha. 1, 2 Wow. Trời ơi. Nó mềm như cái gì vậy đó. Nó mềm. Vừa ăn đậm đè, béo. Ngon. Kêu bốn món là ngon hết các bạn.
Món món này ngon. Cái này là thịt heo nè, sườn heo đó. Ngọt ngọt, ngọt ngọt béo béo, cay cay. Ngon ác luôn. Ở đây, ở đây nó xào vừa ăn. Giờ mình tính điểm ha. Cái beef broccoli á là thịt bò với broccoli á, 1-10 á là mình tính số 8 đi, kể cái thịt bò nó chưa mềm lắm, nó chưa mềm, nó chưa thật là mềm mà nó cái gia vị nó ngon, mình cho nó 8 lần nè. Và cái sườn heo này á, cái sườn heo á là 1-10 là mình cho cỡ 9 sườn heo á. Rồi cái clam với xào tới cái black bean sauce là cái đậu đen á với hành tây á là mình cho 9. Rồi cái mực á, cái mực là cái này nè, cái này mực giòn nè các bạn, mực giòn nè. Cái này á là mình cho cỡ 8 nha. Nó giòn, nó ngon, ngon ngon dữ, khủng khiếp vậy á, ngon lắm. Cái mực này chiên á chấm với xì dầu ớt, ngon. Cho miếng ớt cho miệng. Ăn miếng cơm vô. Ngon tuyệt vời. Ngon quá. Anybody want more rice? You? Ăn thêm cơm. Chắc một cái một nồi này mấy đứa cháu nó không ăn, mấy con gái nó không ăn á. Mình ăn hết. Có mình ăn cơm mà tụi nó ăn có một chút xíu cơm mà nó ăn đồ ăn không mà. Đó, thấy không? Gần hết rồi. Nãy giờ tô canh mình chưa uống nè. Cái canh này canh Hồng Kông á, nó béo, nó vừa ăn nó không có mặn, nó flavor thì nó ngon lắm, gia vị nhá. Cái này chắc nấu với xương bò, xương heo á. Mỗi lần là mình lại cái quán này ăn á, mình vui lắm. Kể chứ sao, đồ ăn nó ngon, nó rẻ nữa. Bây giờ gặp mọi người đi đâu mà ăn cỡ một dĩa 10 đồng. Cái này là đời sống bên Mỹ Cali mà. Cái này Cali ở dưới Los mà. Đời sống bên Cali nó cao lắm mà các bạn, nó mắc lắm. Nó mắc hơn chỗ khác nhiều. Bởi vì sống bên Cali này không có đáng. Cái gì cũng mắc hết đó. Hành tây nè. Mời gấp. Xin lỗi mọi người coi mình ăn ha. Ngon quá. Đi ăn một mình nó có vui mọi người. Mình dẫn mấy đứa cháu á, mình đi ăn á, không phải là tiền bạc. Đừng có quá đáng, đừng có mắc quá được rồi. Mình ăn với mấy đứa cháu nó ăn được, mình cũng vui, mình cũng mừng. Mừng cho nó thôi, đâu phải là mừng cho mình đâu.
con của chị mình đó. Ở bên tiểu bang khác, chị mình ở bên Texas á, gửi nó về đây cho nó đi học đại học bên này, thì chị mình trả tiền nè. Chị mình nhờ mình là chở một tuần á, chở tới thứ hai tới thứ sáu cho nó đi học đại học, chở đi đại học hoàn chi mình bận chút, mình không có làm video clip nhiều, không có quay YouTube nhiều. Bên tay nè mọi người, ngon quá. Này sườn heo này, không sườn heo nè mọi người, thấy không, nó ngọt mà nó béo, thấy không mời ha. Ngọt béo tươi vừa ăn. Cái thịt heo nó ngon lắm. Nó ướp ngọt á, nó ướp vô tới cái thịt luôn, nó thấm tới cái thịt luôn. Thiệt á mọi người không tin lại đi ăn thử đi, ngon lắm. Chỉ ở dưới đây á, nó kêu bằng Rosemith á, là đậu tàu ngon thôi. Cái quận cam ở dưới Westminster á, Garden Grove á, là đồ Việt Nam, cũng như phở với hủ tiếu chứ bún bầu quế là mấy cái đó là ngon thôi. Ở dưới quận cam á, thì ở dưới đây Rosemith là đồ tàu ngon, đồ Việt Nam ngon. Ăn cái này ngọt ngon mà mê mơ luôn á. Có 9 đồng 99 một phần à. Hồi xưa nó còn rẻ nữa. Hồi trước là 3 năm trước á, nó chưa dự dịch á, cái giá có 7 đồng mấy à, 7 đồng 56 à, mà bây giờ lên gần 10 đồng rồi. Mỗi món á, ở trong cái tiệm này á, trong tiệm này cũng hai mấy bàn. Mà hai mấy bàn mà sạch sẽ, sang, nhà hàng sang. Mọi người nói ăn chú ăn thử thôi. Xin lỗi mọi người, cái này không phải là khoe nha mọi người. Cái này mình vui á, mình quay cho các bạn coi cái video đời sống của Mỹ là sao. Nhưng mà các bạn ở Việt Nam á, mấy người ở bên Mỹ thì quen rồi, biết rồi. Xin lỗi ha. Nếu mà mình nói cái gì sai á, các mọi người đừng có buồn mình, đừng có chửi mình nha, đừng có hiểu lầm nha, tha mình ha. Ngon. Ớt xèo quá. Ăn gì ăn chứ phải có cơm. Cơm nó làm mình, nó làm mình bệnh với no bụng á. Cái bệnh mình, cái bụng mình lúc nào cũng no trỏng, không có đói. Ngon. Cái xương này á, liếm cặp nó ngon lắm. Nó ngọt mà nó béo nữa chứ. No. Cái này bell pepper nè các bạn, bell pepper nè. Yeah.
này là mực chiên, mực chiên nó đẹp không? Thấy không? Đẹp không các bạn? Đó. Mình chấm xì dầu với ớt, chấm xì dầu với ớt nè. Cái mực nó tươi, nó giòn, cái mặn mặn á, mặn 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 đậm đè á, nó không có mặn gì mấy, ngon lắm. Có ăn cái này không? Có ăn mực chiên không? Chậm nữa mình để cái description cái tiệm này á xuống cho các bạn coi, mọi người coi. Nếu mà mọi người ở dưới quận Cam á mà không có nhà hàng tàu á, này nhà hàng tàu dưới đó mắc quá mà không có ngon, thì các bạn dọn chạy xuống đây ăn thử đi. Nó ghi bằng Tin Tin á, là TIN rồi TIN Chinese restaurant ở trên đường Co Bì á, thấy không? Ăn hết cơm luôn. Ở đây đó, ở đây còn chút chút cơm này các bạn, thấy không? Thì mình ăn này hết luôn. Còn mình kêu nó cho thêm. Cho thêm không tính tiền. Yeah, để cái đó đi phản nha. Ok. Uống trà. Rót cho mấy đứa cháo. Hai đứa cháo con gái á. Nó hoang lắm. Nó không có, nó cứng đầu thiệt mà nó quậy dữ lắm mà nó không có hư, nó không có đi chơi bạn trai nhiều, nó còn nhỏ lắm, cái tánh nó còn nhỏ lắm, chưa có biết cái gì hết, nó còn con gái. Thì mình cũng hên lo, mình nói nó. À, nếu mà cậu á thích khe mày á chuẩn 4-5 năm á, cậu muốn tụi nó á là học giỏi mạnh khỏe, nghe lời, ngoan, biết lễ phép, biết lịch sự thì được rồi. Mình không cần cái gì đó, mình chỉ cần nó nghe lời thôi. Ăn tiếp mà, mọi người ơi. Cái hành tây này cũng ngon lắm, ăn với cơm cũng ngon lắm. Mình đang no rồi, đúng rồi. Lòng đứa ha, đủ khá mình đó ha. Mình đắp cậu hơn. Hả? Mình hơn ít. Được bảo nhé. Ít hơn ít. Bảo mày hả? Này là hành tây nhé. Hành tây nó xào với cái black bean sauce á, là đậu đen á, cái cây cây đậm đèn ngon. Cái sốt nó ngon lắm. Rẻ các bạn. Cái lunch special quá.
từ 1:30 tới 6 giờ chiều mà có 10 đồng mà một dĩa. Thì ở trong cái menu nó có nhiều dĩa lắm, mấy chục dĩa luôn, thì mỗi dĩa có 10 đồng bạc. Ở đâu đi kiếm cái giá tiền này? Ở đây nó ngon, nó không có lạc, nó vừa ăn, nó đậm đè, nó béo, nó tươi đó. Rồi cái nhà hàng này sang nữa, nhà hàng này người tàu không mà, mà không sao, các bạn vô các bạn nói tiếng Anh với nó là được rồi, nó biết tiếng Anh. Cái black bean sauce á, cái đậu đen á, ngon quá. Nó xay ra đó, nó làm cái sauce nó xào cái ốc á, tuyệt vời. Ôi à, nếu mà cái video này cúp á, mọi người giúp ủng hộ Andy bấm cái chuông á, cái chuông là số 1, cái chuông á, xin lỗi, bấm cái tay ngón tay số 1 á, rồi xong rồi bấm cái subscribe là cái chuông á, cái chuông là subscribe á, là nó cái chữ nó kêu bằng subscribe á, cái chuông nhớ nha, ủng hộ Andy bấm số 1 cái tay là số 1 á, rồi bấm xong cái đó rồi bấm subscribe và cái chuông á, nhớ nha mọi người. Rồi xong bấm cái đó xong rồi cái share cái video này cho anh em mọi người coi, gọi là bạn bè chú bác nào cho mọi người coi, coi cho nó ăn cơm bữa tối á, ăn xong rồi coi cho nó vui. Nếu mà Andy á mà nói sai cái gì á bác, mọi người đừng có trách Andy, đừng có hiểu lầm nha. Thì mình xin lỗi, mình không có biết chữ Việt Nam, thì mình cũng gán nói mình ở sống đời sống ở Mỹ lâu rồi, mình sống ở bên Mỹ là khoảng 44 năm rồi các bạn. Bây giờ mình 51 thì mình qua tới Mỹ là mà có 7-8 tuổi à. Đó. Bởi vì chữ gì không có biết, không có học. Thì mọi người đừng có trách mình ha. Mình ăn no rồi mọi người. Bây giờ nó còn chè chanh, còn chút xíu canh, mình cho mấy đứa này nó uống hết. Đi ngồi xuống. Hết luôn rồi mọi người. Tập banh luôn. Cũng còn 1, 2, 3, 4 cũng còn đem về ăn, hết đem về. Nhà hàng này cũng được, cũng nổi tiếng, nó ở đây cũng 4-5 năm rồi. Thì cũng cái ở trong này nó cũng sang trọng, mấy người nó cũng không có khi dễ người Việt Nam mình. Từ đầu nó thì vô các bạn vô đây là order cái không biết thì nó giảng nghĩa cho, muốn ăn gì là nó giảng nghĩa, nó biết tiếng Việt luôn mà. Thì mấy người này là tàu Việt á, thì nó biết tiếng Việt, thì các bạn muốn ăn gì hỏi nó là nó giảng nghĩa cho, thì mình cũng happy. Ăn xong này là chở mấy đứa cháu về, rồi nó học, nó làm bài, nó học bài. Rồi thứ hai thứ sáu rồi chở nó đi học tiếp, cũng như mỗi tuần là vậy đó, khổ lắm, mỗi lần chở nó khổ lắm, xa, chạy cả tiếng đồng hồ mới tới lận, xa rồi tới phải chờ nó ngay cái trường học nữa, ở trong xe đó nằm nghỉ mơ, nghỉ ở trong xe đó mình nằm mình nghỉ, mình coi cái điện thoại mình YouTube đó, thì mình coi đồ trong cái điện thoại đó. Thì làm gì đúng là được, trên đời được, các bạn đừng có làm sai, được làm đúng được. Mình không có nói láo, không ăn cướp ăn trộm, không có hại người,
có đáng. Làm người phải biết điều. Cảm ơn mọi người ha. Cái video này nó cũng end rồi đó. Mọi người, cảm ơn mọi người coi cái video clip này. Bữa nay là thứ 6 ở bên Cali với Lord Rosemead. Cái tiệm này kêu bằng Tin Tin Chinese Restaurant. Cái tiệm này nằm ở trên đường Covey với đường Rosemead á. Thì chập nữa Andy sẽ bỏ cái địa chỉ ở trên cái description cho mọi người có lại ăn thử. Nhớ nha. Thì ủng hộ mình bấm cái số 1 á, cái tay số 1 á, cái ngón số 1 á. Rồi bấm cái chuông là cái subscribe, tiếng Mỹ nó kêu bằng subscribe á. Bấm cái chuông để ủng hộ mình lấy trong một điểm bữa nay. Thì mình làm cái video clip này cũng cho mọi người coi, chứ mình không phải là khoe. Xin lỗi, mình không phải là khoe mấy cái món này, không có nhiêu tiền, không phải là khoe. Thì mình happy. Rồi nhà nghỉ, không có việc làm, chở mấy đứa cháu đi học về, mình dẫn nó đi ăn mỗi ngày. Thì ngày mai mình làm video khác, thứ bảy video khác. Cảm ơn mọi người, bye bye. Nhớ ủng hộ mình nha, bấm số 1, bấm subscribe và cái share cái video mình cho bạn của các bạn coi, hay là gia đình của các bạn, hay là anh em của bạn nha. Cảm ơn mọi người, bye bye. Cheers. Bye bye mọi người. Tính tiền đi về. Tính tiền đi về. Này ăn cũng gần sắp banh hết rồi ha. Đó, hết rồi. Thấy không? Cũng còn chút chút đem về thôi. Nè. Cho mọi người coi cái menu. Nó kia tiếng Anh nó kia bằng Tin Tin Restaurant. Ở trên đường 7621 Covey Avenue, Rosemead, Cali, 91770. Số điện thoại là 626-573-1983. Rồi cái này là mở 7 ngày một tuần. Thì lunch special là 11 giờ bữa trưa tới 6 giờ chiều. Đó, thì giá là 9.95 đồng. Thì ở trong này nó có đủ thứ món hết á. Nó có gà đi bộ nè, thấy không, gà đi bộ nè. Nó có gà đi bộ, nó có bò xào. Cái gì cũng có mọi người. Nhiều lắm, thấy không. Rồi đậu que cũng có nè. Rồi thịt bò xào, cá, chiên, cơm. Nó có đầy đủ hết á, thấy không. Ở bên này là có cá hấp nè, cá hấp, rồi trứng, cá chiên nè, với đậu hũ tôm. Với ở đây là cái món này là tôm chiên muối á. Đó, thấy không. Cái này là thịt heo kho. Đó, ở đây là bên này á, là cá chiên. Ở đây có cá chiên nhiều lắm. Đậu que nè. Chứ có thấy không? Có đậu hũ. Không có đầy đủ hết á. Đậu hũ nè. Chứ có rau cải nè, thấy không? Đó. Ở bên này nữa. Trời ơi, nhiều lắm các bạn ơi. Có mì xào giòn nữa nè. Đó, thấy không? Có bún tàu nè. Đó, mì xào giòn nè, thấy không. Nó có đầy đủ á các mọi người. Cái này là cái cửa nè, cái cửa đằng trước nè. Đó, cái cửa đằng trước nè. Ở đây là tiệm này cũng đẹp lắm. Đó, thấy không. Khách. Đó, đẹp lắm. Đó, thấy không. Rồi mình cúp cái video này ha các bạn ha. Cảm ơn mọi người coi cái video clip này ha. Bữa nay là thứ 6 gần tối rồi, cỡ 4 giờ chiều rồi. Cảm ơn các bạn mọi người, bye bye. Hy vọng các bạn mạnh khỏe, sống dai, vui vẻ,
Rồi nhớ nha, rửa tay mỗi rửa tay với xà bông á 15 tới 30 phút, rồi đeo khẩu trang, đeo mặt nạ khẩu trang, rồi với ở trong á đeo mặt nạ vô nhà hàng, đeo khẩu trang vô cho nó bị hỏi dính dịch, mất dính dịch là mất công tiền lắm á, không hay chết á. Thì rồi với ra ngoài thì cũng đeo khẩu trang vô cho nó an toàn. Thôi mình đi về rồi, mình phải dẫn cháu đi về rồi. Thì cảm ơn mọi người. Bye bye.